Quý vị, cộng đồng mạng trong và ngoài nước, hôm nay Phương Hằng tôi trở lại với một tâm thế rất là vui. Là quý vị cũng biết là vừa qua thì tôi cũng bệnh mấy ngày, uống thuốc thì nó cũng tích nước trong người, nó cũng sưng mặt sưng mũi, rồi nó cũng không được khỏe. Và hôm nay thì tôi có một cái thời gian và có một cái tâm trạng rất là vui vẻ khi mà được chia sẻ với quý vị tại trong cái nhà riêng của tôi ở trong khu du lịch Đại Nam. Tôi đang ngồi trong cái phòng khách nhà riêng của tôi chứ không phải ở trong phòng ở ngoài trường Đại Nam. Và hôm nay thì cũng có nhiều chủ đề rất là vui, rất là hấp dẫn để mang đến hầu chuyện với quý vị, để chúng ta có những cái giây phút mà quên đi những cái lo lắng buồn phiền, cũng như là hiện nay COVID đang tỏa đi khắp nơi trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây cũng là một cái nỗi lo chung. Thì hiện nay thì chúng ta cũng ai nấy cũng rất là lo lắng từ kinh tế, cuộc sống cho đến sức khỏe. Thôi thì giờ chúng ta tạm gác qua một bên để quên COVID, COVID, là chơi với cô Hằng một buổi tối. Mong mang lại cho quý vị nhiều điều thú vị, hấp dẫn, cũng như là những gì thật nhất mà Nguyễn Phương Hằng tôi đã từng chia sẻ. Đến hôm nay là đã 3 tháng rồi. Thì quý vị cũng biết đó là đầu tiên thì tôi cũng cảm ơn những cái thông tin rất là bổ ích. Thì quý vị cũng biết đó là những cái gì mà liên quan tới Nguyễn Phương Hằng tôi bây giờ hình như là rất là nóng. Giống như cái câu chuyện mà tôi được phạt 7,5 triệu ở Bình Thuận thì các mặt báo đều đưa tin. Và hôm nay thì có cái câu chuyện nóng hơn là bà Lê Thị Giàu kiện tôi để đòi 1.000 tỷ thì lại nóng hơn, các mặt báo lại đưa tin. Nhưng mà những tin mà liên quan tới tôi mà không tốt cho tôi thì hình như là các mặt báo đều tràn lan. Còn những cái tin mà tôi lật mặt ra những người không tốt hay gì đó thì báo chí đăng những cái số rất là ít. Thì đây cũng là một trong những cái mà tôi cảm thấy rất là buồn, vì trong cuộc sống á thì chúng tôi là những người tử tế, cho nên vừa qua tôi cũng có chia sẻ với quý vị là tôi có nên làm từ thiện nữa hay không. Đó là những cái mà tôi cần phải suy nghĩ, bởi vì chúng tôi bỏ công sức ra, bỏ tất cả chất xám ra, bỏ tất cả tình yêu thương ra để nhận lấy những cái cay đắng phụ phàng trong cuộc sống đó. Thì đó là những cái mà chúng tôi được đáp trả, được nhận lại. Thì tôi phải suy nghĩ cho những cái sắp tới chúng tôi nên tiếp tục cống hiến hay là nên dừng lại để giữ gìn một cuộc sống gia đình cho nó được bình an. Và kính thưa quý vị cũng biết là vừa rồi tôi xuất hiện với một cái tâm trạng rất là buồn. Vì cái buổi chiều hôm đó tôi với anh Dũng đã gây lộn nhau quyết liệt. Gây lộn nhau quyết liệt. Thì tôi cũng từng nói quý vị rằng là tôi cũng đã trừng tình quý vị rằng là nếu như trong cuộc chiến này mà anh Dũng không có sự đồng cảm với tôi, không có sự chia sẻ đối với tôi thì một mình tôi vẫn chiến và tôi bằng lòng ly hôn. Tôi đã từng nói rất nhiều lần với quý vị là đó là những cái tôi nói thật, chứ tôi không nói đùa. Và quý vị cũng biết rằng sau khi tấn công tôi không được, không bụng miệng tôi được và không có cách nào để mà kiềm chế được những cái gì mà tôi bức xúc tôi nói lên đều là sự thật hết, thì tác động vào chồng tôi. Và tôi nói thật với quý vị, tại sao tôi nói cái câu mà công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, là bởi vì tôi không muốn liên lụy đến anh Dũng, đến chồng con của tôi. Và thậm chí rằng tôi đứng với một cái vai trò là một cá nhân, tôi cũng không muốn liên quan đến công ty Đại Nam, cũng không muốn là một CEO, cũng không muốn là một bà tổng. Tôi chỉ muốn tôi là một Nguyễn Phương Hằng, là một công dân rất là bình thường, để tôi sẵn sàng chiến đấu cuộc chiến này. Bởi vì tôi đã sống đến 50 tuổi rồi, tôi chả có gì để mất. Cái còn chăng là tôi dành cho những điều tốt đẹp. Cho nên tôi nói thật với quý vị, tôi đã cân đo đong đếm rất là kỹ khi bước vào mỗi cuộc chiến như thế này. Ai thương tôi cũng cảm ơn, mà không thương tôi cũng cảm ơn. Và hôm nay thật sự với quý vị, tôi rất là mạnh mẽ. Tôi giống như một con chim phượng hoàng, sau những cái vết thương đau thì tôi lại đứng lên mạnh mẽ hơn. Bởi vì tôi xác định rồi, tôi chỉ có một lần để sống và một lần để chết. Nếu như tôi có chết thì sau này những người thương yêu tôi vẫn còn thương nhớ tôi. Còn sống mà không có giá trị, sống để phá hoại, sống mà để không biết yêu thương đồng bào, không biết nói lên tiếng nói của lòng mình, thì tôi thấy cuộc sống nó không có giá trị. Cho nên tôi nói thật với quý vị ra, kể cả ngày mai tôi với anh Dũng có ly hôn, sau 15 năm chúng tôi đến với nhau tôi cũng không buồn. Tôi nói thật lòng quý vị, từng đánh vào gia đình tôi và tôi đã xác định rằng đây là một cuộc chơi trí tuệ. Và đây là một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Cho nên không làm gì được tôi thì quay qua là bắt đầu khó dễ với anh Dũng, là doanh nghiệp, là thế này thế kia. Đó là những cái mà tôi không phục, cả đời tôi không phục. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy, nhìn thấy tôi khóc nức nở. Bởi vì sao? Khi tất cả mọi người có thể quay lưng với tôi, chỉ còn một người chồng duy nhất mà tôi có thể nương tựa được cũng có thể quay lưng với tôi, cũng có thể nói những lời khó nghe với tôi, thì dĩ nhiên là
đau khổ. Tôi rất là cảm thấy là mình chơi và tôi rơi tự do, thật sự tôi rơi tự do. Tôi mất hết niềm tin, và tôi với anh Dũng đã cãi nhau một trận linh đình trước khi tôi lên livestream vào cái ngày tối vừa rồi. Đó, cho nên quý vị thấy tôi khóc nức nở vì tôi cảm thấy tôi chơi vơi, tôi lẻ loi lắm quý vị. Tôi biết rằng là tất cả quý vị đều yêu thương tôi, đều tin tưởng tôi, nhưng mà quý vị ở đâu đó chứ quý vị không ở bên tôi. Cho nên là khi mà tôi nói thật với quý vị, trong một cuộc chiến này nó có những trò bẩn thỉu không thể tưởng tượng được. Nghĩa là làm sao có thể đào hố để chôn được tôi, thậm chí giết được tôi chết ngay lập tức thì tôi cũng, người ta cũng có thể làm được. Cho nên hôm nay tôi sẽ gửi đơn đến kính công đến chủ tổng bí thư là bác Nguyễn Phú Trọng, rồi bác Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước, rồi bác Phạm Minh Chính thủ tướng chính phủ, và bác Vương Đình Huệ chủ tịch quốc hội, để tôi nói lên tiếng nói của lòng tôi. Bởi vì tôi yêu nước yêu dân, tôi làm những điều tử tế, tôi trở thành một người đàn bà gây là bị dùi dập đến tả tơi, và đâu đó hôm nay tôi cũng đã nghe chị Hương Ma Sơ vui vẻ cũng đã gần như là nói một lời trăn trối khi mà bị tấn công, đòi đánh, đòi đập, đòi cắt trò, để mà chị Hương cũng phải, nếu mà đụng tới họ lờ thì sẽ bị đánh đập tại chỗ. Thì tôi thấy là cái cuộc chiến này hai người phụ nữ hai tiếng bị tơi tả hết. Vì đâu vậy quý vị? Chân lý ở đâu vậy quý vị? Cho nên tôi nói thật với quý vị á, quý vị có thấy không, có những con người sống vì dân vì nước, họ sẵn sàng kể cả ngày mai tôi tự thiêu tôi chết thì tất cả quý vị cũng sẽ thương tôi đến suốt cuộc đời. Vì những cái gì bất công, những cái gì mà nó quá sức một con người thì tôi sẽ làm tất cả, tôi không sợ đâu. Cho nên nó kể cả anh Dũng thông cảm với tôi đi tiếp, anh Dũng không thông cảm với tôi vẫn đi tiếp. Và quý vị cũng biết là tất cả những trò lê hèn bẩn thỉu nhất chúng nó đã dùng để mà áp đảo tôi. Có những cái mà tôi không thể mà lên ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà chia sẻ với quý vị bằng tận cùng, những cái sâu thẳm nhất. Cho nên thật sự quý vị là tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì tôi hèn, không khóc vì tôi yếu đuối. Quý vị nhìn thấy rằng tôi là một người rất là bản lĩnh trước mọi tình huống. Nhưng khi động tới chuyện vợ chồng tôi, gia đình tôi, anh Dũng đã áp lực tôi đến mà là yêu cầu tôi là đừng bước chân lên sóng nữa. Thì đó là những cái mà gần như là khiến tôi sụp đổ. Và tôi đã khóc. Thật sự quý vị, tôi chưa bao giờ là một người đàn bà yếu hèn, nhưng mà chơi những cái cú mà đánh vô gia đình tôi, đánh vô gia đình tôi, từ con cái gia đình tôi tới cả chồng tôi, thì tôi xác định là kể cả ly hôn tôi vẫn chơi. Thì quý vị cũng biết rồi, là khoảng chừng một tuần lễ nữa, 6 ngày nữa thì đúng kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Tôi có nói với anh Dũng, nếu như chúng ta không cùng chơi một chiến tiếng, mà nếu như anh cảm thấy rằng trong cuộc chơi này anh cảm thấy rằng là liên quan tới công ty của anh, đến những cái gì mà anh cả một đời cống hiến, thì chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta sẽ tiến tới một bước đó là ly hôn. Tôi không sợ đâu quý vị, vì tôi có một lần sống thôi, tôi sống cho chính nghĩa. Cho nên ai đó nó đã đừng bao giờ nghĩ rằng là Nguyễn Phương Hằng tôi sẽ gục ngã bởi vì công ty cổ phần Đại Nam, bởi vì chúng tôi là một công ty, chúng tôi làm để cống hiến, chứ chúng tôi không làm để chúng tôi bỏ túi riêng. Cho nên quý vị có thấy không, tất cả những cái bài báo đưa ảnh hưởng đến tôi, đưa tràn lan các mặt báo, và những gì không tốt về những con người thì chẳng thấy ai đưa tin, rải rác một vài thông tin. Vậy thì chúng tôi có còn niềm tin, có còn nhiệt huyết để chúng tôi cống hiến nữa không quý vị? Hãy là chúng